Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình tiếng Nhật N5. Minasan hajimemashou. Ano hito wa Nam-san desu. Koko wa Go-en desu. Nam-san wa e o kakimasu. Vậy thì từ ba câu trên, chúng ta sẽ có câu nói Namu-san wa Go-en e e o kaki ni ikimasu. Namu-san wa koen e e o kaki ni ikimasu. Bạn Nam đi đến công viên để vẽ tranh. Hai, tsugi. Ano hito wa Nam-san desu. Koko wa Kyoto desu. Hai, Hanami desu. Nam-san wa Kyoto e Hanami ni ikimasu. Namu-san wa Kyoto e Hanami ni ikimasu. Bạn Nam đi đến Kyoto để ngắm hoa anh đào. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện một mẫu ngữ pháp mới. Danh từ chỉ địa điểm, nơi chốn. Trợ từ é, động từ thêm mas và mas đi, gắn trực tiếp với ní. Hoặc là danh từ gắn trực tiếp với ní. Ikimas, kimas, kerimas. Ý nghĩa đi, đến, về, nơi chốn N để làm V. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. Bạn Nam đi đến cửa hàng bách hóa để mua máy ảnh. Mình sẽ nói rằng Namu-san wa depato e kamera o kai ni ikimasu. Namu-san wa depato e kamera o kai ni ikimasu. Bạn Nam đi đến cửa hàng bách hóa để mua máy ảnh. Bạn Nam đi đến Kyoto để ngắm pháo hoa, để xem pháo hoa. Namu-san wa Kyoto e hanabi o mii ni ikimasu. Namu-san wa Kyoto e hanabi o mii ni ikimasu. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có điều gì thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Dạ, mata kondo onegashimasu.